không không từ từ tròn không điểm này đây là cái bữa ăn thịt xay và cơm đây thịt xay đây còn đang bốc hơi này nhưng mà cơm nguội đảo với nhau là được. Bữa này thì hơi bị quá đà cơm, lâu lắm mới có thời gian để mà làm một bữa theo kiểu là cơm thịt nào. Xích ra cô đen. Đây là phần ăn của cháu con này. Một thìa thịt này. Hai thìa thịt này. Ba thìa thịt này. Cơm này. Một thìa cơm này. Hai thìa cơm này, ba thìa cơm, mỗi một cái thìa này ấy, là nó tương đương với lại một bát cơm của bát con, một thìa nó tương đương với một bát con, còn đây là sẽ dành cho một cháu to đây, hai phần nó tương đương. Cú the. Cụ te xích ra. Đánh ngay chỗ máy quay thôi. Chưa được. Chờ. Hơi ít nước rồi. Phần này thì thực ra là đang hơi thiếu nước, nhưng mà bởi vì là đang tập cho chúng nó ăn thôi cho nên là không có đứng dậy để lấy nước được, nên là cho nó ăn hơi khô một tí vậy. 1 2 3 nào. Chưa được, chưa được. Đây là phần ăn của ba con chó con này. Ba con chó con. Ok nào. Bây giờ cho ba con nó ăn này. Đây. Để ăn này. Còn cụ theo lượng ra kia nhé. Để ăn này. Đấy là bà con cho con. Đây.
phần ăn của bà cho con này. Ba đứa. Em ăn đi. Không, đứa nào ăn phần của đứa đấy. Đây, phần em đây. Cho con này. Cho to này. Đấy. Nào. Không đeo ve đâu. Này. Còn với răng là còn nhiều này. Thích ăn chung mà. Cho hơi nhiều một bữa với lại cho nhỏ này nó khoảng tầm 1.5 thìa đó. Tức là 1.5 bát đấy. Còn cụ thể xích ra kia. Rồi tí nữa chờ cho nó ăn xong để xem cái bụng của chúng nó. Bây giờ chúng nó ăn nhé. Xích ra. Để nhớ ra phần ăn nó phải như thế này này. Đó. Nào xích. Cô nghe à. Chị. Chị nè. Tí nữa chờ em ăn xong rồi vào để vét. Em ra nốt đi không cho nó ăn hết giờ đi. Còn cái lượng lá nữa. Vớ vẩn là thế nào cũng còn ăn được. Thế đâu? Vẫn còn một ít này. Đây này, đẩy bỏ lẫn sang đây. Đấy thì mọi người mà đón cho con về mà mọi người muốn cho con ăn. Các chủ mà đón cho con về muốn cho con ăn cơm thì đảo theo kiểu như này. Thịt gà xay, ức gà xay. Ức gà xay và đảo với cơm. Tỷ lệ 1:1. Tỷ lệ 1:1, còn khi mà nó khún con nó tiêu hóa mà nó tiêu hóa phân tốt, màu tốt thì tăng cái tỷ lệ lên là 6:4 hoặc là 7:3. Tức là tăng gà lên. Cơm thì không cần ăn nhiều. Thì nó sẽ chắc chó. Còn nếu mà cho ăn nhiều cơm thì cái lượng ăn sẽ phải tăng lên. Cho ăn ít thịt nhiều cơm thì cái lượng ăn nó sẽ phải tăng lên. Nhưng con chó nó sẽ khó, nó chắc chó được. Cơm thì nó béo. Nó khó chắc chó, nó mà nó có chó, nó có độ lỏng chó. Đây là ông
Penny đi nhá. Ông Penny này mấy hôm nay là được ăn là nào, siro chưa, em vẫn phần của em, siro từ. Đứng đây. Mấy hôm nay là được ăn mỗi con một bát là ông ấy ăn từ tốn hơn, nhìn cái bụng của ông này. Em ăn đi. Hai con kia là ăn đủ rồi. Đây, bụng này. Cái bụng của chúng nó ăn không được to quá, không được phình to quá. Phình to quá là thừa. Đây, siro. Nào. Thôi siro, thôi. Siro ơi. Bọn chó con này thì siro ăn thế thì ăn nhiều lắm rồi đấy. Thế là nhiều thôi. Con cu tè. Rồi liếm chung. Đấy cu tè ăn đi. Ăn đi. Này cho này. Ăn đi. Cu tè. Thầm nhỉ. Ăn chung. Em ăn đi, không cho nó ăn nữa. Cứ thế ăn đi. Thôi cho nó siro. Cho ăn lại không dám ăn phần của em. Nào, đứa nào gặm đấy. Quyết liệt khi mà chưa chuẩn bị xong thì không cho chúng nó ăn. Còn đây là nó còn con cọc nó cứ lượn qua lượn lại là nó gây rối loạn. Cọc thì bình thường có chỉ có một mình cọc thì cọc ngoan lắm, nhưng mà khi có con chó con khác là cọc sợ con khác nó ăn tranh phần, cho nên là nào. Cho nên là cọc lượn vào trước. Gây rối loạn làm cho chó con nó cũng ồn ào theo.